Điểm số đầu tiên cho Thái Lan, 1-0. Có rất nhiều những cái tên đáng chú ý có thể kể đến như Napadet, Saracit. Tấn công hàng sau chưa có điểm cho Thái Lan. Cơ hội của Malaysia, bóng chắn tốt, 11-9 cho Thái Lan. Đây là bàn chân. Pisaram. Pisaram. Chúng ta sẽ định điểm thuộc về Thái Lan. Một pha phát bóng ăn điểm của Pisaram. Công rất uy lực và đây chính là cơ hội để Kisara ghi điểm. Bước một không tốt đối với Malaysia. Misawa Kisara đã có một tình huống bật thành công cho 2-2. Quyết định cuối cùng của trận tài trong trận đấu thứ hai này. Một tình huống xử lý Napadet pha bóng. Thêm một điểm nữa cho Thái Lan, 2-2. Tiếp tục làm pha tấn công phát bóng uy lực của Napadet. Bám chắn tốt, không thể qua được Kisara. Vì cao nhất trên sân này, giáp chắn của Kisara với Anut Tuôn Tràn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Xong pha tấn công cũng uy lực. Malaysia đã được 18-9 cho đội tuyển Thái Lan. Và rất khác đến những gì. Một pha phá bóng ăn điểm, 20-10. Một pha đội tuyển trên 92 đã thi đấu cho 5 câu lạc bộ Chamburi, Air Force, EST, 30 phút và Nakora Tashima. 21-10. Và cuối cùng trở lại thì phát bóng cực kỳ hiểm hóc của Kisara. Không có bất kỳ một phản ứng nào đến từ hàng sau của Malaysia và tiếp tục là Kisara. Chúng ta nhìn cách mà Kisara thực hiện phát bóng của mình, bóng liệng. Những tình huống khống chế bước 1 và cầu thủ của Malaysia vẫn còn rất nhiều hạn chế. Chính những tay đập xuất sắc của Thái Lan như Napadet. Điểm số đầu tiên cho đội tuyển Thái Lan ở trong. Saracit rất dễ dàng với tình huống đánh ra vừa rồi của Kisara. 2-2 cho Thái Lan. Các nhà đương kim vô địch, người đang sở hữu tấm huy chương vàng, hai kỳ sinh viên tốt nhất Indonesia lúc 14:30. Liên tiếp những điểm, khoảng cách đều chỉ còn là 2 điểm thôi. Một pha phối hợp giữa Saracit và Kisara của Thái Lan. Không được rồi, điểm cho đội tuyển Thái Lan, 14-17. Nỗ lực cứu bóng của Ramurazic không thể chiến thắng được Kisara. Thêm một điểm số nữa cho giáp chắn của Kisara. Người đã thất bại vì một trận đấu quá khó với Malaysia, đối thủ là Thái Lan. Rất không tốt, các cầu thủ Malaysia đã va vào nhau. Cơ hội để Kisara ghi điểm vị trí số 3.
thêm một cơ hội nữa cho đội tuyển Thái Lan. Kỹ xe đá ghi điểm 22-17. Và vừa rồi chúng ta thấy được chiều cao 2m2 của Kisela phát huy tác dụng như thế.